Sao Hoàng Nhật xin chào các bác nhé. Hôm nay em mới về được một cái lô máy massage chân, đã được anh em test dọn vệ sinh, làm đẹp hết cả rồi mà giá thành lại rất hợp lý các bác nhé. Ở cái lô này thì em về được những cái chiếc máy massage chân giá thành hợp lý. Chiếc này em để số 1 này các bác này, một cái máy đã được phần vỏ làm đẹp này, phần vải này đã được giặt sạch. Đây, giặt sạch bóng luôn nhé các bác nhé. Đây, điện thì đã đấu 220V bên trong, tức là cái lô này nhập về là anh em thợ người ta làm sẵn cho rồi, về mình chỉ việc bán thôi. Mà giá thành thì báo luôn với các bác là ở cái chiếc máy massage này em bán có 1,3 triệu thôi nhé, giá thành quá tốt. Đấy, bình thường trước nhập nó cũng rất là cao, nhưng đợt này thì mới tìm được, nhập được cái lô này, anh em người ta làm người ta giải thể các bác ạ. Người ta nghỉ, người ta không làm nữa, thôi mà người ta bán thanh lý lại. Thì mình nhập được cái lô này giá nó quá tốt. Đấy, khoảng 1,3 triệu thôi. Các bác nào tranh thủ mua một chiếc máy massage này cho gia đình thì các bác liên hệ nhé. Ở đây em giới thiệu qua với các bác này. Con này là mã Tescom này, TF150. Các tính năng này, thật nguồn các bác. Con này nhiều tính năng bóp lắm. Có các chế độ đây này. Đây anh em để xem là bóp cái chế độ gì này. Bật nguồn này. Đây, cái đây là chế độ chỉnh tay này các bác này. Đấy, đảo gập bi nhá. Bi đảo ngược chiều này. Đây là bi đảo ngược lên này. Đấy, đấy là một cái chức năng này. Chức năng thứ hai đây là các chế độ bóp. Đây là chế độ chỉnh tay các bác ạ. Đấy, các chế độ bóp chỉnh tay riêng nhá. Chế độ bóp chỉnh tay riêng. Được chưa? Đấy, tiếp theo một chế độ nữa này. Nó sẽ điều chỉnh mạnh nhẹ nhanh chậm này, tốc độ chiếu nhanh chậm khác nhau. Còn đây, đây là cái bài bật nguồn lên này các bác. Đây là cái bài tự động. Đấy, hai bài này bài tự động, cái nút này thì máy nó sẽ tự chạy theo cái chương trình tự động thì các bác sẽ không bấm được chỉnh tay này nữa, nó lập trình sẵn rồi. Lập trình sẵn các bạn, lập trình mỗi bài khoảng 15 phút, lập trình sẵn hai cái bài này. Đấy. Một con máy thì đã làm phần vỏ đẹp rồi, giá thành thì quá hợp lý luôn ạ, 1,3 triệu thôi. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé, hình thức đẹp. Đấy. Giá chưa phí vận chuyển đâu các bác nhé, đã đấu đổ nguồn bên trong 220V rồi. Đấy, chào các bác.